Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn tên của mình vào ba phím điều hướng của Android. Mình đang sử dụng máy Sony E4 đã root. Để chèn tên của mình vào, các bạn trước tiên phải vào trang web qtest.com. Đây là những mẫu chữ tùy theo sở thích các bạn sẽ chọn. Mình ví dụ mẫu chữ này. Và các bạn sẽ bôi cái chữ mẫu và điền cái tên của mình vào. Ở đây mình ví dụ là tên Thanh Dũng. Và các bạn chọn logo để chọn màu sắc tùy thích, rồi độ bóng của chữ. Và hình ảnh là cái độ phân giải của chữ của mình. Tùy theo chữ dài hay ngắn mà bạn chọn độ phân giải cho phù hợp. Khi chọn độ phân giải xong, các bạn tạo logo. Và tên của bạn đã được tạo. Nếu chưa vừa ý, các bạn có thể ấn vào sửa hình ảnh để sửa lại tên của bạn. Còn nếu đã vừa ý, các bạn ấn vào chữ tải hình ảnh để tải tên của bạn về. Và quá trình tạo tên đã xong. Bây giờ để chèn cái tên vào trong cái phím ảo, các bạn sẽ dùng cái app Shopkey. App Shopkey nếu các bạn lên CH Play tải thì nó sẽ tính phí, nên các bạn sẽ vào cái app VN và các bạn có chữ Shopkey và tải về. Ở đây mình đã tải về và các bạn khởi động cái Shopkey lên. Và các bạn nên nhớ là máy phải root. Và đây là giao diện của Shopkey và tên mình đã chèn thử. Và đây là những cái ký hiệu mặc định của cái Shopkey tùy theo các bạn muốn thay đổi theo ý của mình. Bây giờ nếu các bạn muốn chèn cái tên của mình vào cái phím điều hướng thì mới vừa tạo lúc nãy, các bạn sẽ ấn vào cái nút ba chấm ở trên, chọn vào dòng thứ hai và các bạn bỏ cái dấu tích này đi, vì để dấu tích các bạn sẽ chọn độ phân giải cực hơn. Tùy theo các bạn muốn chèn cái tên mình vào cái nút back hoặc là nút home hoặc là mấy nút khác. Tùy theo các bạn, ở đây mình sẽ chèn cái tên mình vào cái nút home. Và cái chữ mình vừa tạo đây mình sẽ chọn là tên của mình đã được chọn vào cái nút home. Và bây giờ mình sẽ trở lại, kéo xuống dưới và tên của mình đã được nằm ở dưới này. Đó, các bạn sẽ ấn vô. Và các bạn ấn vào cái dấu V. Khi các bạn tích được cái dấu V, máy sẽ tự động khởi động lại. Và khi khởi động lại, các bạn sẽ thấy tên của bạn ở trên cái phím điều hướng. Chúc các bạn thành công.